Vừa rồi á thì anh cũng có lên anh coi cái video của Thánh Khờ đó, bên cái thằng Tấn gì đó, nhà của thằng Tấn hai dòng họ gì đó, nó hẹn A Xin với cái Thánh Khờ đó em. Tại bây giờ anh nói với em vậy nè, thì thôi á, bây giờ mình làm chính nghĩa thì bây giờ mình cái mấy cái loại đó mình bỏ qua đi, nó nói gì kệ bà nó đi, mình đừng có gớ động tới nó. Nó bây giờ là nó cuồng điên rồi, mình gớ tới nó làm gì? Bây giờ cái chuyện mấy em làm chính nghĩa thì mấy em cứ làm ha, còn những cái kênh đó, nhưng mà anh điện anh không có số điện thoại, anh gặp ngay trực tiếp nè cái thằng nó nói A Xin á, cái kênh của A Xin á là nói chuốc cái này cái kia vô cho bà con á, bỏ cái gì vậy vô đầu bà con, bỏ cái gì là cái gì. Cái thằng đó nó ăn nói là không có biết được cái gì là cái gì hết á. Anh nói thật sự ra, nhưng mà cái kênh á, mấy em làm ở đây người ta cũng đã hiểu hết rồi, chứ không phải là không hiểu. Ai đúng ai sai trên á, là cộng đồng mạng này là 90 triệu dân người ta đã hiểu hết. Mấy em làm sao thì đó là cộng đồng mạng này người ta cũng đều biết hết. Còn nó đứng lên nó phản biện, nó nói là A Xin mà chuốc vào đầu mấy bà mấy quý khán giả chuốc cái gì. Nó nói là cái đó là nó nói là A Xin chuốc cái gì vào đầu. Có kia nó là anh bực lắm, hôm qua hôm kia gì nó cũng đăng lên nó nói ví dụ mà bên nó cũng bên bên vực cái vụ thằng Tấn xà lan nói là A Xin là phải thưa A Xin có nhận tội, nói là A Xin là nói cơ quan chức năng là ăn hối lộ gì đó. Nó đề cập là nó nói là Tấn nó sẽ thưa với là nó đăng lên cái video mà A Xin nói vậy đó, nó sẽ thưa tới công an chính quyền gì đó. Anh nghe anh cũng bực, nói với em á mấy thằng đó là mấy cái thằng bá dơ, cha mẹ nó đẻ nhưng mà cái đầu óc nó không hiểu được cái nào là đúng cái nào là sai, nó chỉ bưng bợ để là quay để là mà cho cộng đồng mạng ta vô ta xem rằng nó hưởng được cái kênh của nó thôi. Nhưng mà người ta ta vô ta xem rồi á thì thời gian sau này á người ta cũng đã biết được cái trắng đen rồi, người ta cũng đâu có coi đâu, đúng không? Nhưng hôm qua anh có coi cái kênh của Thanh La Cà hay gì đó em, cái anh trai nào đó lên phát biểu đó, anh cũng đồng tình cái anh đó đó. Giờ anh cứ nói với em vậy nè, với A Xin với mấy kênh mà chính nghĩa này đó, cứ cái chuyện mình làm đi, còn cái dạng mà nó kích nó đấu hay là nó hẹn gặp gì đó thôi tụi em là đừng có đến làm gì, mình đừng có quan tâm tới cái mấy cái thằng đó làm gì nữa. Mình cái chuyện mình làm đi, mình đừng có quan tâm tới đó. Biết sao không? Cái đó là cái chiêu nó đánh đánh lừa tụi em để tụi em là không có làm cái chuyện của thằng Tấn nữa, đúng không? Anh là anh cộng đồng mạng, anh chỉ nói cho em gì đó thì bà con mình đã biết mấy cái thành phần này rồi, nó cứ làm đi, nó tự nó sẽ giết nó chứ không có gì hết á. Đã trong khi đã cái chuyện của em Hà này nó gành gành vậy đó mà bây giờ nó còn phải bưng bở đít của thằng Tấn, không biết nó làm cái gì, nó làm phá rối cho cái bên mà điều tra chứ nó làm cái gì. Anh chỉ phiên mấy em vậy đó thôi. Bây giờ mấy cái loại bây giờ đó nó hẹn nó thách thức mình gì đó thôi bỏ đi, đừng có quan tâm tới nó làm gì. Thì giờ chuyện tụi em làm cái chuyện chính nghĩa tụi em đi, ngoài ra đừng có quan tâm tới cái kênh bá dơ đó. Cái kênh đó là người ta cộng đồng này người ta đã lên án nó rồi, nó chửi cộng đồng nhìn này là người ta bức xúc lắm đó em.
Vừa qua là anh có lên cái kênh của thằng thằng Tiến Nguyễn đó, nghe nói là Tiến Nguyễn thì mới mới lên vô là nó cũng nói A Xin nó chuốc nó bỏ cái gì vào đầu của bà con cô bác rồi, bởi vì bà con cô bác theo nó theo cái gì Đây người ta đã lớn rồi. Nhưng mà cái cậu gì nó cái bờ điện cho mà gì của kênh của bất bình. Bình đó, Bắc Bình phải không? Hẹn với 1 tiếng đồng hồ ta sẽ đến, mà nói bản lãnh mà sao mà không đến. Thì mấy em cũng thấy rồi đó, bây giờ á tụi nó đã bây giờ chỉ có cái miệng để sủa thôi chứ nó không có làm gì được hết trơn á. Mà bây giờ mấy em đừng quan tâm tới cái tụi đó làm gì nha, bây giờ mình cứ làm chuyện của mình đi. Còn ngoài ra bây giờ dòng họ chị em ha, là cô bác gì bên gánh của thằng Tấn á, nó tác động ha, tụi em nó nói cái gì tụi em ha, là nó khiêu khích gì đó, đây cộng đồng mạng người ta đã hiểu hết rồi. Cái chuyện chính nghĩa của tụi em cái nó bức xúc đi, nó kích tụi em đi làm cái chuyện tầm bậy đó. Thì bây giờ khổ là khổ gia đình mình. Bây giờ Đúng rồi. anh là anh ở cộng đồng mạng, anh nói với anh em YouTube chính bình chính nghĩa mình á, bây giờ cái đường đường chính chính mình cứ đi đi, còn cái chuyện mà cái dạng mà ở ngoài á, cái bá dơ mà nó khiêu khích ha, là giang hồ giang bổng gì đó, thôi cái chuyện đó mình chỉ nghe thôi, mình đừng có làm gì. Như hôm rồi á, cái chuyện A Xin đó, đi xuống cái cầu Cần Thơ đó, anh cũng không không có đồng ý nữa. Ngoài ra cộng đồng mạng người ta cũng không 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 có ngoan hình nghìn cái chỗ A Xin hay là Khánh Khờ, kệ bà nó đi đó, em thấy không? Trong khi thời gian đó nó hẹn mà nó có tới đâu, nhưng cái thằng cậu của thằng Tấn đó, nó nói cái miệng của nó có xuống không đó đó. Bây giờ tụi em cũng cũng biết rồi đó. Bây giờ kể từ giờ phút này, bây giờ tụi em á đi hết 2 đoạn đường rồi, còn một phần nữa thôi. Thì bây giờ cô anh em á, là cố gắng bây giờ mình á, hợp tác đồng đồng tình với nhau đi đến là tìm ra ánh sáng cho gia đình á, là bên là em Hà. Cái này là anh cũng thấy là cái chết là bí ẩn rồi đó. Bất thường Mình phải đúng không? tìm cái là mình phải tìm ra cái chết. Nhưng bây giờ trên xã hội này á, biết gì một ngày biết bao nhiêu người chết, mà cái chết người ta phải có cái lý do, phải không? Có ngày chết mà 12 ngày bây giờ. Thì bây giờ trong khi tụi em á, từ khi anh nói thẳng trên cộng đồng mạng vẫn biết lúc A Xin á, tìm kiếm xác vợ của nó lên á, thì nó sẽ thù A Xin là thù là tột đỉnh luôn á, nó ăn gan uống huyết A Xin được, nó ăn gan đó, cái thằng 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 Tấn đó đó anh biết. Nhưng mà bây giờ em cứ nghĩ đi, cái anh hôm hôm qua đó, đăng lên kênh của Thánh là Thanh La Cà gì đó, anh nói là anh nói mạnh miệng lắm á. Bây giờ á anh là khuyên các anh em trong kênh YouTube tính chính nghĩa này, mình cứ làm đi. Còn cái chuyện kể từ dài lên ai hẹn bất cứ gì mình cũng cũng đừng có quan tâm tới, đúng không? Bỏ đi, bây giờ đó là cộng đồng mạng người ta đã biết rồi, nó khiêu khích kệ nó. Thì anh chỉ nói gì thôi. Còn cái chuyện em á, thì cái chuyện em làm chính nghĩa thì anh cũng đây anh cũng đồng tình. Anh cũng là có một phần là khen ngợi tụi em. Bây giờ cuộc sống nay sống mai chết mình cũng không biết được, cái chuyện mình giúp đời giúp bà con thì chỉ chuyện đó thì là tốt rồi ha. Thì giờ anh cũng cầu chúc cho anh em có nhiều sức khỏe động lực, rồi là kề vai sát cánh bên kênh chính nghĩa mình á, mình cứ tiếp tục mình làm đi, còn không bao lâu nữa đâu thì nó sẽ lòi ra ánh sáng rồi. Thì bây giờ anh có vậy đó, là anh là góp ý với tụi em gì đó. Còn cái dạng mà nó khiêu khích thì tụi em đừng đừng có quan tâm tới nó nữa, làm gì nha.
Thì thôi bây giờ cuối lời anh cũng xin chúc cộng đồng mạng với kênh của mấy em được nhiều sức khỏe nha. Rồi Dạ chú tiếp tục trên con đường mình đi tìm ra ánh sáng cho gia đình bên em Hà nha, Thanh Hải. dạ, em cảm ơn anh, thay mặt anh em YouTube cảm ơn anh rất nhiều nha anh. Bây giờ em cứ yên tâm đi, đừng có cái nó kích động gì đó thì đừng có quan tâm tới nữa. Dạ. Cộng đồng mạng ở đây người ta đã hiểu hết rồi.